bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đầu tiên, lượt thi đơn ca. Xin được bắt đầu với thí sinh đầu tiên, chị Lê Thị Cẩm Loan, mã số 06, 52 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồi xưa nghe ba kể lại là má mình là ca sĩ của Đài Phát Thanh Huế. Ba nói rằng là con bây giờ có giọng ca giống như má hồi xưa vậy. Ba rất muốn nhìn lại cái hình ảnh của má con lúc đó ở trên sân khấu. Khi mình lớn lên, mình lập gia đình thì mình không thực hiện được cái lời hứa với ba. Mình không nghĩ là với cái tuổi của mình bây giờ mà có thể thực hiện được điều đó. Khi mà nghe có tiếng hát Mãi Xanh, mình nghĩ có thể đây là một cơ hội cho mình. Nên mình đã tham gia, cố gắng hết sức mình. Mình muốn đứng trên sân khấu để cho ba mình nhìn thấy hết. Nhìn thấy hình ảnh của má mình. Khi mình được vào chung kết, ba rất vui. Ba bị bệnh nhưng mà cũng cố gắng. Ba nói ba uống cả ngày nay, ba uống hết 3 liều thuốc chỉ đợi tối nay để đi xem con gái hát thôi. Bác muốn nghe một câu hò Huế với nước non.
xin được chúc mừng thí sinh Lê Thị Cẩm Loan với bài hát nổi tiếng Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Thưa quý vị, hãy nhắn tin bình chọn cho thí sinh Lê Thị Cẩm Loan của chúng ta bằng cách soạn tin nhắn với nội dung là 06 và gửi về tổng đài 8534 quý vị nhé.